Năm nay lễ hội Tết Việt Quý Mão năm 2023, nhà văn hóa thanh niên tổ chức là sự nối dài của 16 năm đã tổ chức thành công lễ hội Tết Việt từ năm 2007. Lễ hội Tết Việt mỗi năm sẽ có một cái sắc thái mới hơn với rất nhiều những cái thông điệp nhân văn. Xin phép được giới thiệu lễ hội Tết Việt năm 2023 sẽ chính thức diễn ra từ ngày hôm nay và sẽ kết thúc vào ngày mùng 5 Tết. Và như vậy, trong suốt 20 ngày diễn ra lễ hội, chúng tôi tin rằng đây là một điểm đến thú vị không chỉ của người dân thành phố mà của khách du lịch các nước khi đến với Việt Nam chúng ta vào dịp lễ Tết cổ truyền. Và đến với lễ hội Tết Việt năm nay, như tất cả quý vị và các anh chị chúng ta thấy, một không gian Tết Việt rất là đẹp mắt, phải không ạ? Đó là vườn mai, đó là bếp nhà, đó là đồng lúa, đó là phố ông đồ và nhiều hoạt động tương tác khác. Và chúng tôi đang sắp đặt một lễ hội Tết Việt với một góc nhìn của quê nhà ngày Tết. Và chúng tôi mong rằng khi đến đây, mỗi chúng ta đều có những cảm xúc thật đẹp. Cảm xúc về quê hương mình đẹp, cảm xúc bởi sự chia sẻ, sự lan tỏa hạnh phúc tình yêu. Và tôi tin rằng với cái niềm vui, hạnh phúc và sự chia sẻ này, chắc chắn chúng ta cũng sẽ tiến vào năm 2023 chiến thắng giữa thử thách trước mắt. Chúng ta đem lại những nét đẹp của thành phố mình lan tỏa đến mọi người, và tôi tin chắc rằng đó chính là sự chung sức của tất cả mọi người. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị